ngăn cản hai kẻ truy sát đối thủ, người đàn ông bị chém chết. Thủ tướng Phạm Minh Chính phê bình 6 chủ tịch tỉnh thành phố do chậm trễ trong việc ban hành văn bản thi hành luật đất đai. Đây là dấu hiệu cho thấy sự thiếu đồng bộ trong hệ thống quản lý từ trung ương đến địa phương. Nóc nhà Yên Bái đông kín du khách đến săn mây ngắm hoa chi bồ. Câu chuyện quốc tế Sammy Basso, người được biết đến với hành trình dũng cảm vượt qua hội chứng lão hóa sớm, đã qua đời ở tuổi 28. Dù mắc căn bệnh hiếm, nhưng Sammy đã để lại dấu ấn đáng nhớ về lòng kiên cường và tình yêu cuộc sống. Quý vị đang theo dõi chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Chúng tôi là Nguyên Bảo và Giang Thái. Rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa phê bình nghiêm khắc 6 chủ tịch tỉnh, thành phố vì chậm trễ trong việc ban hành các văn bản thi hành luật đất đai. Những chậm trễ này không chỉ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp mà còn gây lãng phí nguồn lực quốc gia. Câu chuyện về sự quyết liệt trong điều hành của Thủ tướng và tình trạng trên nóng dưới lạnh sẽ được chúng tôi phân tích chi tiết trong phần tiếp theo của chương trình. Nhưng trước hết, ngay bây giờ là phần thời lượng dành cho tin nóng. Thưa quý vị, cho rằng bị nhìn đểu, nam thanh niên ở thành phố Nha Trang, Khánh Hòa đã về nhà mang kiếm đến quán nhậu để gây sự. Thấy như vậy thì một người đàn ông đứng ra can ngăn, bị đối tượng này chém tử vong tại chỗ. Liên quan đến vụ việc này, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã bắt giữ Nguyễn Đức Lợi, 17 tuổi và Nguyễn Văn Tạo, 24 tuổi để phục vụ điều tra vụ án hình sự. Cụ thể, vào khoảng 3 giờ 25 phút ngày 23 tháng 10, Nguyễn Đức Lợi cùng Nguyễn Văn Tạo đi mua thuốc lá trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Nha Trang thì gặp một thanh niên đang đứng trên vỉa hè. Cho rằng người này nhìn đểu mình nên Lợi và Tạo lao đến tấn công khi được người dân can ngăn cả hai bỏ đi. Tuy nhiên, Lợi và Tạo sau đó về nhà lấy kiếm rồi đi xe máy quay lại tìm người nhìn đểu mình để đánh tiếp. Đến nơi, Lợi cầm kiếm xông vào quán nhậu để tìm thanh niên áo trắng. Lúc này ông L, ngụ phường Phước Long, thành phố Nha Trang, đứng dậy can ngăn thì bị Lợi dùng kiếm chém một nhát trúng cổ, gục tại chỗ và tử vong. Gây án xong, Lợi chạy ra xe máy Tạo đợi sẵn để bỏ trốn. Nhận tin báo, Công an thành phố Nha Trang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa truy xét nghi phạm. Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, Lợi và Tạo lần lượt bị bắt giữ. Thưa quý vị, Công an tỉnh Lào Cai thông tin vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bắt bị can để tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại trường Hoàng Thu, phố 1, xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Trước đó, chiều ngày 22 tháng 10, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp cùng Công an huyện Bắc Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Ngọc Hà, sinh năm 1977, trú tại tỉnh Lào Cai, nguyên hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1, xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Qua tài liệu thu thập được, bước đầu xác định, từ năm 2022 đến năm 2023, Trần Ngọc Hà đã chỉ đạo rút kinh phí chính sách hỗ trợ cho học sinh, số tiền hơn 765 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai xác định, trong tổng số tiền nêu trên, Trần Ngọc Hà đã chi sai và chiếm đoạt hơn 52 triệu đồng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý thành công quả bom từ trường nặng 240 kg tại khu vực suối Khe Say thuộc thôn La Lầy, xã A Ngo, huyện Đắk Rông. Trước đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị nhận được báo cáo về việc phát hiện một quả bom ở khu vực suối Khe Say nên đã chỉ đạo lực lượng công binh tiếp cận hiện trường, triển khai biện pháp xử lý. Qua kiểm tra xác định, đây là quả bom từ trường rất nguy hiểm mang ký hiệu MK-36, dài 1,5 m, nặng 240 kg, chứa 80 kg thuốc nổ. Quả bom có bán kính sát thương 1.500 m, không được phép di chuyển, phải dùng phương án hủy nổ tại chỗ. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã triển khai các lực lượng chốt chặn các tuyến đường và tiến hành di dời người dân trong khu vực nguy hiểm để triển khai hủy nổ quả bom. Đến 10 giờ 45 phút ngày 23 tháng 10, lực lượng chức năng đã hủy nổ thành công quả bom nói trên. Thưa quý vị, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Đồng Phú tổ chức khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ một nam công nhân tử vong nghi do điện giật vào sáng ngày 23 tháng 10.
Nạn nhân là anh Nguyễn Hoàng, 26 tuổi, ngụ xã Tân Lập, huyện Đồng Phú. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng ngày 23 tháng 10, anh Hoàng cùng một số công nhân khác đang làm việc tại điểm thu mua mũ cao su của bà Trương Thị Diệu ở ấp 6, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú. Trong lúc đang đổ dầu vào xe tải, anh Hoàng được cho là bị điện giật khiến anh này ngã ngửa xuống đất. Thấy vậy, một số công nhân khác liền chạy tới rút điện ra khỏi ổ cắm, đồng thời đưa anh này đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị quá nặng, nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Thưa quý vị, sự chậm trễ trong việc thực hiện các chính sách quan trọng luôn gây ra những hệ lụy lớn đối với sự phát triển của đất nước. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phê bình nghiêm khắc 6 chủ tịch tỉnh, thành phố vì chưa hoàn thành nhiệm vụ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật đất đai. Cụ thể, các tỉnh và thành phố bị phê bình bao gồm Hải Phòng, Lạng Sơn, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Bến Tre và Sóc Trăng. Những địa phương này chỉ ban hành được từ 2 đến 5 nội dung trong tổng số 20 nội dung cần thiết theo luật đất đai. Công điện số 109 ngày 22 tháng 10 năm 2024 do Thủ tướng ký ban hành nhấn mạnh yêu cầu các địa phương phải tăng cường chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc việc thi hành luật đất đai. Đây không phải là lần đầu tiên Thủ tướng phải can thiệp và phê bình về sự chậm trễ này. Trước đó, vào ngày 8 tháng 10 năm 2024, trong công điện số 104, Thủ tướng cũng đã phê bình 31 bộ cơ quan trung ương và 23 địa phương vì có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong 9 tháng đầu năm thấp hơn mức trung bình cả nước. Những hành động này của Thủ tướng không chỉ thể hiện sự sốt ruột mà còn cho thấy quyết tâm của người đứng đầu chính phủ trong việc đẩy mạnh tiến độ thực hiện các chính sách quan trọng. Tình trạng trên nóng dưới lạnh như cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhắc đến vẫn còn tồn tại rõ ràng. Dù Thủ tướng Chính phủ quyết liệt trong điều hành, nhưng nếu các cấp cơ sở không đồng lòng và không có sự thay đổi trong hành động thì mục tiêu cải thiện hiệu quả quản lý và phát triển đất nước sẽ rất khó đạt được. Chậm trễ trong thi hành luật đất đai không chỉ gây lãng phí nguồn lực mà còn làm mất cơ hội phát triển, cản trở sự tăng trưởng của nền kinh tế. Hàng loạt dự án đất đai đầu tư công bị đình trệ kéo theo sự đình trệ trong việc phát triển kinh tế địa phương, làm giảm niềm tin của người dân và doanh nghiệp vào hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền. Rõ ràng việc chậm trễ trong ban hành các văn bản thi hành luật đất đai không chỉ gây ra những hệ lụy về mặt pháp lý mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của các địa phương. Điều này đặt ra câu hỏi làm như thế nào để đảm bảo rằng các địa phương sẽ không còn rơi vào tình trạng trên nóng dưới lạnh. Thủ tướng đã nhiều lần phê bình nhưng liệu các địa phương có thực sự thay đổi? Điều quan trọng lúc này là cần có những biện pháp mạnh mẽ hơn để buộc các địa phương tuân thủ nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng. Đặc biệt trong những lĩnh vực có tầm ảnh hưởng lớn như đất đai hay đầu tư công. Chỉ khi các cấp chính quyền cùng đồng lòng và hành động quyết liệt, chúng ta mới có thể cải thiện hiệu quả quản lý và đưa đất nước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Thưa quý vị, liên quan đến chủng cúm AH1-BDM làm một người tử vong tại Bình Định, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế thông tin virus cúm này đã được phát hiện đầu tiên trong đại dịch cúm năm 2009, nên có tên là pandemic. Theo Cục Y tế Dự phòng, bệnh cúm mùa do chủng cúm AH1N1, còn gọi là chủng cúm lợn, là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây lan qua hắt hơi, ho khạc và tiếp xúc trực tiếp với các đồ vật bị nhiễm virus, sau đó thì làm lây nhiễm qua đường mũi họng. Bệnh cúm mùa thường diễn biến nhẹ nhưng cũng có thể biến chứng nặng và nguy hiểm hơn ở những người có bệnh lý mãn tính về tim, mạch và hô hấp, người bị suy giảm miễn dịch, người già, trẻ em và phụ nữ có thai. Cục Y tế Dự phòng lưu ý khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi, không tự ý làm xét nghiệm và mua thuốc điều trị tại nhà mà cần liên hệ với cơ sở y tế để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời. Thưa quý vị, khi thời tiết thay đổi thất thường, đặc biệt thời điểm giao mùa sẽ là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn virus gây bệnh phát triển, trong đó có bệnh viêm màng não. Chỉ trong 2 tháng, riêng tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận điều trị hơn 400 ca viêm màng não do virus. Vốn có tiền sử khỏe mạnh, khoảng một ngày trước khi vào viện, em bé xuất hiện đau đầu từng cơn bất thường, kèm theo nôn và sốt. Ngay trong đêm, gia đình đã đưa bé lên Bệnh viện Nhi Trung ương và được chỉ định nhập viện ngay lập tức. Khi đến đây khám thì bác sĩ cũng đã kiểm tra và thấy triệu chứng của cháu như vậy thì bác sĩ cũng đã chẩn đoán là cháu bị viêm màng não. Nhưng mà để kết quả chính xác hơn thì cháu phải đi lấy mẫu để xét nghiệm.
Chỉ trong 2 tuần, trung tâm bệnh nhiệt đới liên tiếp nhận trẻ nhập viện có triệu chứng sốt cao, lơ mơ, đau đầu, nôn nhiều. Phần lớn trẻ được xét nghiệm dương tính với virus enterovirus, là một họ virus đường ruột gồm nhiều loại virus khác nhau và có thể gây bệnh thành dịch. Trong cái giai đoạn giao mùa ấy, khi thời tiết thay đổi thì khi mà các cháu đã đi học ở trường học thì cái nguy cơ lây nhiễm rất là cao vì cái môi trường tiếp xúc nhiều mà. Bộ Y tế cho biết bệnh viêm não virus là một tình trạng bệnh nguy hiểm do nhiều loại virus gây nên, thường gây tổn thương ở não, để lại di chứng thần kinh và tử vong cao. Ở trẻ nhỏ dưới 1 tuổi thường bị bệnh nặng, có thể dẫn đến bại não. Viêm màng não do enterovirus chưa có thuốc đặc trị đặc hiệu và vaccine phòng bệnh. Chính vì vậy, để phòng bệnh cho trẻ, cha mẹ và người chăm sóc cần hướng dẫn trẻ vệ sinh tay sạch với xà phòng trước khi ăn, sau khi ho, hắt xì và đi vệ sinh, thực hiện ăn chín uống sôi, sử dụng thực phẩm sạch có nguồn gốc rõ ràng. Thưa quý vị, thời tiết đột ngột trở lạnh là điều kiện thuận lợi cho các loại virus, vi khuẩn phát triển, dẫn đến nguy cơ mắc hoặc tái phát một số bệnh nguy hiểm, đặc biệt là đối với những người có sức khỏe yếu. Đáng chú ý là biến đổi của các chủng virus cúm đang khiến nguy cơ mắc cúm bội nhiễm tăng cao, đặc biệt là đối với những người có sức đề kháng yếu. Bà Nguyễn Thị Lan, cư trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội, gần đây đã phải nhập viện do đau tức ngực, ho nhiều, sốt cao và kết quả điện tim không ổn định. Sau khi tiến hành các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bà bị bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do các virus cúm gây ra. Cái là khi cứ ho rồi bảo là cúm ở bên này, thì sang bên này được một hôm. Cái hôm vào viện đấy là tôi bị ở nhà thì nói chung không qua, có mình tôi ở nhà. Mà trưa thì không qua ai ngủ, mỗi mình tôi ngủ. Thế là nó tức không dãy, không kẹo được, thở không thở được. Theo các bác sĩ, số ca mắc bệnh cúm đang có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây, đặc biệt ở trẻ nhỏ và người già. Trong đó có nhiều ca diễn biến suy hô hấp nặng, phải thở máy. Cúm thường có thời gian ủ bệnh từ 1 đến 4 ngày, trung bình khoảng 48 giờ sau khi nhiễm virus. Người bệnh sẽ xuất hiện các triệu chứng tương tự như các bệnh hô hấp thông thường, bao gồm đau họng, chảy nước mũi, sốt ho, nhức người. Các bệnh nhân cúm nói chung thì vào thì cũng với trong các cái bệnh cạnh là trong cái tình trạng là bệnh nhân sốt cao, rồi mệt mỏi, ho, đau họng. Và tùy cái mức độ của từng người bệnh thì cũng có những trường hợp bệnh nhân là bị biến chứng viêm phổi do virus, và cũng có những trường hợp bị bội nhiễm viêm phổi do virus, do vi khuẩn, thì cũng đã được điều trị và chăm sóc tại khoa. Để phòng chống cúm mùa hiệu quả và giảm nguy cơ biến chứng nặng, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên đến cơ sở y tế thăm khám khi có triệu chứng. Đặc biệt, người dân nên tiêm vaccine cúm mùa hàng năm để tăng cường miễn dịch. Đây là biện pháp chủ yếu để phòng bệnh cúm và giảm ảnh hưởng của dịch cúm. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng ngày 23 tháng 10, tàu du lịch biển Coral Princess quốc tịch Bermuda đã cập cảng quốc tế Cam Ranh, đưa 2.300 khách từ nhiều quốc gia khác nhau tham quan Nha Trang trong thời gian 7 đến 17 giờ cùng ngày. Đây là chiếc du thuyền đầu tiên chở khách nước ngoài đến tỉnh Khánh Hòa sau khi cảng Nha Trang tạm ngưng để sửa chữa vào hồi ngày 20 tháng 9. Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, cùng đại diện công ty Tân Hồng đến cảng đón tàu, tặng hoa cho thủy thủ và những hành khách đầu tiên xuống tàu, chụp hình lưu niệm. Thông tin từ Trung tâm Xúc tiến Du lịch Nha Trang, sau khi cập cảng quốc tế Cam Ranh, khách du lịch sẽ được công ty Tân Hồng tổ chức các chương trình tour tham nội và ngoại thành Nha Trang. Đơn vị lên nhiều lịch trình tại phố biển cho du khách lựa chọn, trong đó bao gồm một số điểm đến như cầu Trần Phú, tháp bà Ponaga, Hòn Chồng, chợ Đầm, chùa Long Sơn, nhà thờ đá, làng nghề Trường Sơn. Đoàn khách tham quan sẽ được lựa chọn di chuyển một vài nơi khác bằng xích lô. Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức các dịch vụ xe trung chuyển từ cảng đến một khu nghỉ dưỡng ở Cam Ranh bằng xe 12 đến 45 chỗ. Các du khách sẽ được tự do đi tham quan địa danh khác bằng hình thức tham quan xác thồ bus tự do. Tiếp theo, mời quý vị cùng đến khám phá du lịch ở đỉnh Tà Chì Nhù, nơi được mệnh danh là nóc nhà Yên Bái. Những ngày qua, lượng khách đổ về đây đông đúc, những khu vực chụp hình đẹp chật kín người đứng săn mây, ngắm hoa, chi bồ. Du khách vô cùng thích thú vì được chiêm ngưỡng khung cảnh kỳ ảo tuyệt đẹp từ sự giao thoa của các hiện tượng thời tiết. Tà Chì Nhù là đỉnh núi cao nhất của huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái và là đỉnh núi cao thứ 6 ở Việt Nam, nằm trong khối Bú Luông thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn. Nhiều du khách cho biết thời điểm leo tới đỉnh núi, khung cảnh xung quanh chỉ toàn mây mù. Sau đó mặt trời lên cao, những tia nắng bắt đầu xuất hiện,
sương mù nhanh chóng tan đi và cảnh tượng siêu thực hiện ra trước mắt. Lúc này du khách sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh kỳ ảo tuyệt đẹp từ sự giao thoa của các hiện tượng thời tiết. Mặt trời lấp ló, sương mù tan dần và biển mây cuồn cuộn xuất hiện. Đỉnh núi này còn được ví là nóc nhà của tỉnh Yên Bái, hàng năm thu hút lượng lớn du khách đam mê leo núi tới trekking, săn mây hay chiêm ngưỡng mùa hoa chi bâu, tên gọi khác là cỏ mật rồng. Thời điểm thích hợp để chinh phục đỉnh Tà Chi Nhù là khoảng từ tháng 9 đến tháng 4 dương lịch năm sau. Và bây giờ là một câu chuyện quốc tế đầy xúc động về một người đã dũng cảm chiến đấu với căn bệnh hiếm gặp, Sammy Bissell. Thưa quý vị, người mắc hội chứng lão hóa sớm đã qua đời ở tuổi 28, vượt qua mọi dự đoán về tuổi thọ của mình. Không chỉ sống lâu hơn kỳ vọng, Sammy Bissell còn để lại một di sản mạnh mẽ về lòng can đảm và tình yêu cuộc sống. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhìn lại hành trình phi thường của anh ấy. Sammy Bissell, một biểu tượng của lòng kiên cường và nghị lực, đã qua đời ở tuổi 28. Vượt xa kỳ vọng về tuổi thọ của những người mắc hội chứng lão hóa sớm, progeria, sinh ra với căn bệnh hiếm khiến cơ thể già đi nhanh chóng, Sammy đã không chỉ sống mà còn tạo ra những dấu ấn đáng nhớ trong cuộc đời mình. Khi còn nhỏ, Sammy đã trở thành đại sứ của quỹ nghiên cứu Progeria từ năm 10 tuổi với sứ mệnh nâng cao nhận thức toàn cầu về căn bệnh này. Trong suốt cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa, Sammy không chỉ hoàn thành 2 tấm bằng đại học mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho hàng triệu người trên khắp thế giới. Sammy Bissell đã chứng minh rằng không phải thời gian sống mà chính cách sống mới định nghĩa giá trị cuộc đời. Ra đi ở tuổi 28, anh để lại một di sản về lòng can đảm, sự kiên cường và tình yêu cuộc sống. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, việc phân loại rác đã đạt hiệu quả như mong muốn. Chuyên mục Chuyện Ngày Mới chợ cá Âm Phủ, độc nhất vô nhị. Chuyên mục Cà Phê Không Đường tiếp tục với một vấn đề nóng tại Hà Nội. Thí điểm phân loại rác tại nguồn đã được triển khai từ tháng 6 năm nay. Đây là bước chuẩn bị trước khi việc phân loại rác trở thành yêu cầu bắt buộc trên toàn quốc vào năm 2025 theo Luật Bảo vệ Môi trường. Tuy nhiên thì liệu sau thời gian thí điểm, việc phân loại rác đã đạt hiệu quả như mong muốn? Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu thực tế tại quận Hoàn Kiếm, nơi có 18 trên 18 phường đồng loạt thí điểm phân loại rác. Và phóng sự ngay sau đây sẽ ghi nhận những thay đổi và khó khăn trong quá trình thực hiện. So với trước đây, từ tháng 4 này, chị Huê khi bắt đầu ca làm việc đều mang thêm một chiếc túi để đựng riêng chất thải tái chế. Từ ngày 1 tháng 7, tuyến phố này thực hiện thí điểm phân loại rác. Nhưng dù rác được phân loại hay không, vẫn được thu gom chung vào một xe. Chỉ khác là công nhân vệ sinh môi trường sẽ phải mất nhiều công sức hơn để hướng dẫn người dân phân loại rác. Phân loại rác này các chị cũng biết rồi đúng không? Những cái chai nhựa các thứ như này các chị phải để riêng ra cho em này. Để riêng vào một túi cho em, đến lúc khi mà bọn em thu gom ấy thì chị bỏ ra cho bọn em. Nhiều hộ thì là vẫn cứ cho lẫn vào rác nên là rất là mất thời gian để cho cái công nhân phải phân loại lại một lần nữa. Thời gian qua, Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội và chính quyền cơ sở đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền hướng dẫn về phân loại rác tại nguồn cho người dân. Tuy nhiên, sau hơn 3 tháng triển khai, vẫn còn không ít người chưa thực hiện đúng quy định này. Các cái rác phát sinh là rác cồng kềnh đấy, thì trên địa bàn thì hiện nay cũng chưa bố trí được cái điểm để thu gom loại rác này mà phải mang đi rất xa hoặc là phải thông qua các cái dịch vụ để vận chuyển cái rác đó đi, thì đấy là một cái khó khăn và tự tạo cho người dân một cái ngại trong vấn đề để mà thực hiện cái phân loại và mang rác ra đổ. Quay lại phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, nơi đầu tiên được thí điểm phân loại rác từ 18 năm trước trong dự án 3R, gia đình ông Long là một trong số ít hộ dân còn giữ thùng đựng rác từ dự án này. Cái thùng rác này lúc đầu ấy là cũng rất hiệu quả, tại vì để trong thùng rác này là còn người ta phát cho hai cái loại ni lông túi tương đối to, một cái màu đen và một cái màu trắng. Thì để thì đến khi mang rác ra ngoài đường đổ thì chỉ xách hai cái túi đó thì nó cũng rất là đơn giản, không có gì là phức tạp cả. Nhưng mà chỉ duy trì được một thời gian ngắn thôi. Giờ đây ông Long và những người dân phường Phan Chu Trinh lại tiếp tục thí điểm phân loại rác tại nguồn. Người dân được hướng dẫn phân loại rác thành 4 loại. Tuy nhiên, việc đổ và thu gom rác vẫn không có nhiều thay đổi.
Theo thống kê sơ bộ của Ủy ban Nhân dân phường Phan Chu Trinh, hiện nay mới chỉ có khoảng 80% người dân nắm được quy định thí điểm phân loại rác tại nguồn. Nếu mà để thực hiện 100% thì phải cần có thời gian lâu dài. Nó gần như phải mưa dầm thấm đất. Một số hộ dân chưa nhận thức được cái việc là phân loại rác tại nguồn nó quan trọng như thế nào. Thì trong thời gian tới chúng tôi vẫn tiếp tục để tuyên truyền sâu rộng thêm. Điểm khác với lần thí điểm trước là giờ đây, việc phân loại rác đã được đưa vào luật là yêu cầu bắt buộc. Tuy nhiên, điểm giống là hạ tầng thu gom chưa đồng bộ, người dân chưa thấy được hiệu quả thực tế. Vì vậy, để có thể đồng loạt phân loại rác từ đầu năm 2025, việc huy động sự tham gia tích cực của người dân cần đi đôi với khắc phục những bất cập trong phương tiện thu gom vận chuyển và xử lý rác sau phân loại. Như vậy là phân loại rác đã trở thành quy định bắt buộc, nhưng để việc thực hiện đạt hiệu quả cần rất nhiều sự cải thiện trong cơ sở hạ tầng và ý thức cộng đồng. Vâng, chúng ta cần có sự thay đổi đồng bộ từ người dân đến các cơ quan chức năng để việc phân loại rác trở thành thói quen và thật sự mang lại lợi ích cho môi trường. Và tiếp theo ngay sau đây, mời quý vị cùng quay trở lại với phần tin nóng. Sau các trận mưa kéo dài những ngày qua thì bãi tập kết rác thải của nhà máy xử lý chất thải rắn Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã chảy tràn như thác lũ, vùi lấp vườn cà phê của người dân. Sau khi xảy ra vụ việc, Ủy ban Nhân dân xã Xuân Trường đã làm việc với nhà máy và yêu cầu có phương án xử lý hiện trường, đồng thời tổ chức kiểm tra, bồi thường thiệt hại về nông nghiệp cho người dân địa phương. Tại hiện trường, do bãi tập kết rác thải nằm trên đỉnh đồi cao, sau nhiều ngày mưa kéo dài, đất đá và một lượng lớn rác thải đã bị sạt lở, vùi lấp hoàn toàn vườn cà phê dọc theo triền đồi bên dưới. Sau khi xảy ra sự cố, nhà máy xử lý chất thải rắn Xuân Trường đã huy động 3 xe máy múc để gạt bớt rác thải tại chỗ vị trí bị sạt lở để hạn chế lượng rác tiếp tục đổ xuống vườn của người dân. Nhà máy xử lý chất thải rắn Xuân Trường, công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường năng lượng xanh làm chủ đầu tư, đang hoạt động với 3 dây chuyền tách lọc, 3 lò đốt, công suất xử lý bình quân 350 tấn rác mỗi ngày cho thành phố Đà Lạt. Ngày 24 tháng 10, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, lực lượng Công an thị xã La Ghi vừa phối hợp cùng Công an huyện Hàm Tân kịp thời ngăn chặn nhóm 19 đối tượng đi xe khách từ Đồng Nai qua thị xã La Ghi mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 23 tháng 10, Công an thị xã La Ghi phối hợp với Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận phát hiện ô tô bị kiểm soát 60B05799 đang di chuyển từ địa bàn huyện Hàm Tân vào thị xã La Ghi có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe lại và kiểm tra. Qua kiểm tra, Công an phát hiện có 19 đối tượng đi trên xe mang theo 2 khúc côn, 1 bình xịt hơi cay. Công an thị xã La Ghi đã đưa số đối tượng trên cùng phương tiện, tang vật về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, các đối tượng khai do có mâu thuẫn trong làm ăn mua bán hải sản tại khu vực bờ biển Ba Đăng, Tân Hải, La Ghi, nên tập hợp nhau từ Đồng Nai đến thị xã La Ghi để giải quyết mâu thuẫn. Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận sau đó đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phối hợp với Công an thị xã La Ghi tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ, đấu tranh với số đối tượng nói trên. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an huyện Long Hồ xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ chết người xảy ra trên địa bàn huyện Long Hồ. Trước đó, vào khoảng 17 giờ 10 phút ngày 21 tháng 10, sau khi không liên lạc được bằng điện thoại với con gái là C, sinh năm 1992, ngụ huyện Long Hồ, và con rể là T, sinh năm 1989, ngụ tỉnh Vĩnh Long, ông Y, sinh năm 1966, ngụ xã Thanh Đức, đã đến căn nhà thuê của hai vợ chồng tại huyện Long Hồ, thì phát hiện cửa trong bị khóa. Do vậy, ông Y tiến lại gần khe cửa quan sát, thì phát hiện bên trong C và T đã tử vong, nên đã trình báo cơ quan công an. Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Vĩnh Long và Công an huyện Long Hồ nhanh chóng đến hiện trường, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh thông tin và điều tra làm rõ nguyên nhân. Trước thông tin chùa Phổ Quang, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ bị cháy, Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có công văn số 1171 gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, đề nghị chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương kiểm tra thực tế tại di tích có ngay biện pháp bảo vệ bảo vật quốc gia, bàn thờ Phật bằng đá.
Cụ thể, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 23 tháng 10 tại chùa Phổ Quang, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lũng đã huy động các lực lượng tại chỗ, phối hợp với các lực lượng chức năng, tổ chức dập lửa. Tuy nhiên, khu vực xảy ra hỏa hoạn có nhiều đồ dễ cháy, gây khó khăn cho lực lượng chữa cháy. Nhận tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ đã cử lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, khẩn trương đến hiện trường, sử dụng các thiết bị chuyên dụng để dập lửa. Sau hơn 1 giờ, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng chùa chính đã bị hư hỏng nặng. Thống kê thiệt hại cho thấy, vụ cháy đã thiêu rụi tòa Tam Bảo, bệ đá hoa sen bị vỡ cánh hoa. Đồng thời, 27 pho tượng Phật bị thiêu rụi hoàn toàn, cùng toàn bộ cơ sở vật chất trong chùa. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 25 tỷ đồng. Các cơ quan chức năng đang điều tra, xác minh và làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Được biết, ngôi chùa có niên đại trên 800 năm và còn lưu giữ được nhiều di vật cổ vật có giá trị. Thưa quý vị, hàng năm từ tháng 7 đến cuối tháng 10 âm lịch, miền Tây lại bước vào mùa nước nổi, mang theo phù sa cùng biết bao sản vật tự nhiên. Đây cũng là thời điểm các chợ cá nơi đầu nguồn biên giới ở tỉnh An Giang trở nên nhộn nhịp. Trong đó đặc sắc nhất là chợ cá Tha La, được biết tới với tên gọi chợ ma, chợ cá Âm Phủ. Theo người dân thì chợ cá Âm Phủ đã hình thành khoảng 30 năm trước do bà con sống ven bờ kênh, sinh sống bằng nghề đánh bắt thủy sản đồng nội lập ra. Chỉ hợp vài giờ đồng hồ, chợ cá Âm Phủ bên bờ kênh Tha La, An Giang đã trở thành một phiên chợ đặc biệt tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Giữa màn đêm mờ ảo, chỉ có ánh sáng le lói hắt ra từ những chiếc đèn pin cầm trên tay, gắn trên đầu, hay ánh đèn của vài chiếc xe gắn máy dựng bên đường, chợ cá Âm Phủ hiện ra khá nhộn nhịp lúc 3 giờ sáng. Chợ Âm Phủ hay chợ Ma, tức là chợ cá Tha La, nép bên cầu Tha La, ấp Cây Châm, xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Nhóm họp từ 3 giờ sáng đến hơn 5 giờ sáng mỗi ngày. Chuyên bán các loại cá, tôm và nhiều sản vật mùa nước nổi để tiểu thương đem về các chợ khác bán lại hoặc là giao cho bạn hàng đưa đi các nơi. Mùa lũ năm nay thì nước nó về sớm hơn các năm mà có cá thì nhiều đó. Có bữa thì 400-500, có bữa thì 600-700 không chừng. Mùa nước này thì nó đỡ hơn năm rồi nước hơi nhỏ. Chợ cá Tha La ra đời từ cuối những năm 90 của thế kỷ trước, vào mùa nước nổi từ tháng 7 đến cuối tháng 10 âm lịch, sau một đêm giăng câu thả lưới đặt dớn, từ tờ mờ sáng, người dân đã tranh thủ mang cá tôm ra chợ bán. Nơi đây bán tất cả những đặc sản của mùa nước nổi như cá linh, cá lóc đồng, cá rô đồng, cá chốt, cá trê, cá mè dinh, cá lăng, cá leo, cá lồng tông, lương, chạch. Ngày trước, hàng đêm hơn 100 ghe xuồng nhỏ tới đổ cá cân cá. Bây giờ cá tôm không nhiều như xưa nên hoạt động mua bán cũng giảm đi. Nó cũng bán gì nè, cũng mười mấy năm rồi. Vì qua đây, lúc trước qua đây thì nó chưa có lộ là còn bán ngoài đó. Rồi sau này nó có lộ này mới vô đây. Bà con tiểu thương cho biết những năm gần đây, lũ ít về miền Tây, nguồn cá sông cá đồng giảm nhiều, chợ cá Tha La không còn náo nhiệt như trước. Tuy vậy, chợ ma vẫn nhóm họp đều đặn, như một phần không thể thiếu của mùa nước nổi. Chợ cá Tha La đã trở thành địa chỉ thân thuộc với người dân quanh vùng để mua bán cá tôm, thăm hỏi, chia sẻ nhau về chuyện làm ăn, sinh kế, buồn vui nghề cá trong mùa nước nổi. Chợ cá Âm Phủ cũng được nhiều khách phương xa tìm đến để trải nghiệm một phiên chợ độc đáo thú vị ở mùa nước nổi. Có một khi khách lạ, lâu lâu người ta chạy xe 7 chỗ, 4 chỗ, 16 chỗ, người ta không ra, ta cũng lỡ mua về ăn. Đi chợ mua cá đặc sản của An Giang nè, mấy cá đồng rồi nè, đi về làm quà cho bạn bè, người thân ở các tỉnh. Năm 2024 này, miền Tây đón mùa lũ đẹp, chợ cá Âm Phủ ở Tha La Châu Đốc và các chợ cá khắp vùng đầu nguồn miền Tây lại nhộn nhịp tất bật hơn. Tất cả trở thành điểm nhấn đặc sắc trong văn hóa đời sống miền sông nước, phản ánh sự phong phú của nguồn thủy sản mùa nước nổi ở vùng đất chín rộng. Chợ cá Âm Phủ không chỉ là nơi mua bán mà còn là nơi hoạt động mang đậm tính cộng đồng, nơi mọi người có thể đến đây để giao lưu, trao đổi. Đây cũng là điểm nhấn đặc biệt trong văn hóa của miền Tây, phản ánh sự phong phú của nguồn thủy sản mùa nước nổi. Mùa nước nổi vẫn luôn là mùa hy vọng. Sản vật mùa nước cũng như lộc trời ban luôn ẩn chứa nhiều bất ngờ sau mỗi bình minh.
Hơn 30 năm nay, chợ cá Âm Phủ này vẫn hoạt động đều đặn với đầy đủ các sản vật đồng quê mùa nước nổi. Và đây cũng là địa điểm du lịch thú vị cho những ai yêu thích khám phá những nét văn hóa đậm chất bản địa. Và thưa quý vị, câu chuyện thú vị này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động ngày hôm nay. Một lần nữa thì Nguyên Bảo và Giang Thái xin được chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm và đồng hành cùng chương trình. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ 30 phút mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh. Còn bây giờ chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.